Đại dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh của hành khách và phương tiện vận tải, tác động tới số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Đà Nẵng. Năm 2020, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước toàn ngành gặp khó khăn hơn những năm trước do dự toán thu ngân sách nhà nước giao tăng hơn so với năm 2019. Trong điều kiện nguồn thu của thành phố Đà Nẵng không biến động tăng do thuế xuất, thuế nhập khẩu theo các hiệp định tự do thương mại trong giai đoạn cắt giảm mạnh và hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực. Đặc biệt do tác động của COVID-19 dẫn đến loạt hệ lụy đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung, địa bàn quản lý nói riêng. Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao trong năm 2020 là 4.100 tỷ đồng. Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Cục Hải quan Đà Nẵng phải thu gần 1.500 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày thu trên 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua phân tích số thu từ đầu năm đến nay và tình hình xuất nhập khẩu thực tế tại địa bàn, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết sẽ khó hoàn thành dự toán năm. Dự kiến số thu ngân sách nhà nước năm 2020 của toàn ngành sẽ đạt 3.480 tỷ đồng, khoảng 85% so với dự toán giao.